Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ có một thử thách vui liên quan đến những con rắn ở đây. Đây là một thùng rất nhiều rắn. Thì chúng tôi sẽ chơi một trận chiến, đó là ai ở trong cái hồ rắn này cuối cùng là người đó sẽ chiến thắng. Đừng cho anh. Anh Dưỡng sợ. Tuy là anh Dưỡng sợ cũng sợ rắn lắm các bạn. Từ trước nay thực hiện những thử thách liên quan đến những cái thứ kinh dị thì không có gì sợ bằng cái rắn này. Các bạn là những cái kia thì nó chỉ hơi ghê thôi, còn riêng cái rắn này thì lại sợ nó cắn. Nói chung là cái thử thách này là cảm thấy là tôi đấy là thừa mà khó khăn đấy. Thì ok, tiến hành nha. Mọi người hiểu cách chơi chưa? Rồi. Cứ ai ở trong cái bể là cuối cùng là người sẽ chiến thắng. Ừ. Rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ tôi sẽ bỏ những con rắn này ra. Con bắt đi. Vinh bắt đi Vinh. Vinh bắt ra, Vinh cho Vinh bắt ra. Ừ, anh cười. Vinh bắt ra. Bắt đi sợ gì? Anh đừng quăng lên thế. Anh còn sợ thế này. Anh cắp rửa đấy, chơi. Đấy, tôi đẳng cắp không? Chưa? Đặt ra xuống. Sợ, tì, giả vào thì tôi sợ lắm. Ui ôi. Ôi. Chết tôi. Nó bò đi rồi. Anh sợ rồi á. Anh Dưỡng khỏi này tí cho anh Dưỡng chết. Rồi, nó bò này đấy chưa? Rồi, nó bò chưa? Giật. Rồi này, bò đi con đỉa ấy mọi người ạ. Đấy nhỉ, đi con chăn này. Đấy, tôi kiểu này. Thả xuống đi, bắt tiếp cho đi rồi. Ôi. Im nào, đừng bóng anh em. Nó cứ chạy dạ. Nó bỏ ra kìa. Ui, mà bắt hết ra đi. Ôi. Nó không đuổi mình. Nó không đuổi đâu, nó cứ. Ui, nó không cắn đâu. Mày sắm màu này nó cắn đấy. À không cắn thì để em ấy nhá. Mày mà sắm màu nó cắn đấy. Ui. Vinh ra ngoài không? Vinh em bước ra ngoài. Kìa. Mày đè cái ấy mà thâu nó kìa. Mày xách cái xô đè đuôi nó cắn nè. Thôi. Nó bỏ đâu. Đừng im. Đầu tiên là bây giờ chúng tôi sẽ xét chỉ mới số lượng rắn như này thôi. Thật sự rất là kinh khủng các bạn ạ, cái thử thách này ghê lắm. Xá Su, bây giờ cho Xá Su vào chơi luôn nha các bạn nha. Không Xá Su trốn, thử thách này nó nguy hiểm, Xá Su không chơi. Xá Su đặt máy quay vào xong là vào đây chơi cùng. Thử thách cùng đi, nhanh lên. Rắn ghê lắm. Nhanh lên. Để vào đi. Anh em phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đây anh em mình có thử thách cũng phải chơi chứ này. Làm sao bỏ anh em được vào chơi cùng nhá. Lúc mới đầu ra rắn nó sợ, nó cứ phi linh tinh ý. Bây giờ thì rắn nó đã bớt sợ đi rồi, nó đã chui vào các góc rồi. Thì bây giờ mình cảm giác mình đỡ sợ hơn đấy. Vừa đấy lúc mới thả vào nó cứ phi vào mầm ghê, chết là được. Cho Sáng Su thực hiện thử thách nữa, không thì mấy anh em cùng chịu khổ ở trong này. Mà Sáng Su ở ngoài quay phim thì sướng nó quá. Thì bây giờ sẽ cho Sáng Su vào đây luôn. Đấy. Ông buồn đấy, đừng cắn. Con rắn sau chân Vinh này. Vinh ơi. Ui hai con này. Quay lại. Đừng lên. Bây giờ bốn anh em sẽ phải ngồi xuống. Đấy, Vinh ngồi góc đấy. Con nó manh động ghê. Yeah. Nó bỏ tôi, nó bỏ tôi. Thì đây là một cái thử thách vui. Ôi con nó đang bỏ đấy em rồi con ơi. Ôi con này nó phi à. Ôi cho anh chịu bỏ đi này. À cho đi em này. Vinh là hai con nó đang bỏ Vinh à. Sáng biết mình thối lắm. Sáng ra sáng chung hai con này kìa. Cầm nhẹ nhàng thôi. Cứ còn vào chúng mình nhỉ. Con là nào mà đít ra. Mày đít bây giờ nó ra này. Ôi con này bỏ đâu. Trời. Trông nó liếm nè. Ôi hai con.
đây. Nó chui ống quần đâu, mình bị cái ống quần lại. Anh may quần anh chặt, nó không thể chui được ống quần. Ê, con to này vừa nãy không thấy này. Con có con cứ trườn trườn trong này. Nè, nhìn này, nó con bò lên người em này. Ui. Đó, đừng bò mồm tao nhá. Nó bò lên người mình nhỉ cơ. Ủa nó cứ bò người Vinh nhỉ? Ôi, nó bò lên mồm rồi. Nó bò lên mồm rồi. Rồi xuống rồi, mệt quá. Lên em ạ. Đó, lên người rồi, lên người rồi. Sướng rồi, sướng rồi. Đang bò đít tôi rồi. Ủa ghê đấy. Em hai con vẫn giúp ở chân nữa. Thế giải chung không? Các bạn cứ nghĩ đây là rắn nước thôi. Rắn không hề có độc gì. Nhưng mà khi các bạn ngồi đây mới cảm giác là nó kinh khủng, nó sợ hãi. Kiểu như cứ sợ nó cắn ấy. Tuy nó không độc nhưng mà mình vẫn ghê ghê ấy. Xung quanh toàn là rắn, cảm giác hơn luôn. Cảm giác ghê. Sáng mấy con bò trong đây từ nãy giờ này. Đấy các bạn nhìn chưa? Nó khô gió người cơ. Sợ đấy nó mát, nó nằm im. Sợ dùng mít của mình. Xung quanh chúng tôi toàn là rắn rồi các bạn. Nói chung là khá là ghê. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Rồi, đúng rồi. Tha cho em. Nào. Không được đứng dậy nhá, đứng dậy là thua đấy. Ui, con chưa chưa đảo kìa. Thôi thôi thôi. Ôi, cắn rồi. Nó lại nó bắn cái. Để anh chơi tôi nhá. Tôi cái trò này tôi không chơi được các bạn. Tôi kiểu như ghê ghê cái gì, không chơi được. Tôi chịu thua. Bây giờ ba người chơi sẽ tự đặt rắn lên nhau. Con khả năng ngồi gần vào nhau để tự đặt rắn lên nhau ấy. Mình ngồi gần vào. Gần vào anh, giữ con. Đó. Con phải dưới đít em này. Ui dồi ôi, dưới đít từ mấy con. Ai ai à. Mày giúp từ đâu đấy? Ra đi. Tao. Đéo gì. Không ai chịu thua ai, vẫn rất cố gắng các bạn ạ. Ôi. Chơi con này làm gì này? Nó to quá, nó không xuống được. Sáng sáng ai mặc vén áo lên làm gì? Ai mấy con ở đít anh rồi này. À mày đừng có bóp đó, mày vứt anh con đầu tiên. Ui ghê thế, đi xuống bạn ơi. Đi ra bạn ơi. Tránh xa ra. Đây tôi cho mày vào đây này. Con thứ hai. Đâu? Quần sáng con lố rồi đó, nó chui chui. Đâu anh ạ? Mấy con gì, con rắn thì đen xì này. Cứu con thứ ba. Cứu con nào khỏe để cho nó cắn Vinh. Vinh mới còn vết kìa. Mình bị đớm hai cái. Hứa nó giật cái gì đấy? Là mình sợ. Đấy. Anh đi đâu đây? Thả nó có con Vinh quên nó cái thả con sáng. Thả nhiều con sáng quá. Vinh chắc không có cái nào nó Vinh lém cái gì hay con ạ. Vinh không có Vinh nó chạm người nó vẫn thét đi mà. À nó cứ vào người nó lại vẫn đi. Nó nhặt của nó sao nó cứ thằng anh con. Anh phải cố gắng cho nó đớp Vinh một lần nữa mới được. Vinh bị ai phát rồi. Chưa ai bị phát nào, Vinh bị ai phát rồi. Con rắn này bị làm sao ấy. Ui tôi bỏ con này ra đi ghê lắm. Con nào? Dạ. Không bị làm sao đâu. Con nó lồi lõn rồi điên bị bệnh. Lồi lõn bị bệnh gì ấy. Hả? Đấy. Ghê thế con nào. Không có lõm gì cả. Anh hứa không gì đấy. À, anh có khả năng bị cắn rồi nhưng chân anh nó dày. Tầm Vinh đó ấy cả chục con của anh rồi. À. Tầm Vinh nó nhiều quá. Đẹp là Vinh nó. Tầm Vinh nó vứt ra từ đùi anh không. Đây một đống đấy. Vinh nhìn nẻ lém một đống rắn vào người con. Thế con bị cắn rồi, thế con chịu thua rồi. Bây giờ chỉ còn sáng với Vinh thôi. Và các bạn thấy là nhìn lại, chỗ này
đếm bao nhiêu con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Con này con nó bỏ ra rồi. Ui ui. Đấy đấy. Đấy nó cứ bỏ vào chỗ Vinh rồi Vinh lại bỏ ra. Được rồi nhá. Sao mày cứ bỏ ra được. Ok gì? Được rồi. Anh con thả rắn tiếp vào đây để tăng độ khó đây. Rất nhiều rắn đây các bạn. Mấy ba chục con. Các bạn ơi, chúng ta bạn ơi. Sao anh con đặt mất cho Vinh để Vinh thả ông trời em đấy. Sasu đang bị Vinh tấn công. Vinh Vinh lén tầm chục con rắn vào người Sasu. Vinh con nét trong người Vinh không có con nào xét cả Vinh. Vinh để chơi gian lắm các bạn. Lém hết rắn hết ra sáng. Vừa nãy anh con cũng bị Vinh ném hết rắn sang. Bây giờ đến giờ sáng Sasu cũng bị Vinh ném hết sang. Mà cắn rồi. Mấy con rắn này to ghê nhỉ. Hai thanh niên đang vứt rắn. Sao chả thấy con rắn nào cho Vinh ấy. Nó cứ được con nào nó lém hết sang bên em rồi đấy. Đúng rồi rồi. Giờ trong đít Vinh cũng đầy rồi đấy. Đầy thôi. Quay trong đít Vinh à. Nhiều. Trong đít sáng cũng nhiều. Tất cả rắn ở trong hai cái đít rồi. Hai đít rồi. Vinh thì nẻ với Sasu rất là lì, vẫn không ai chịu thua, vẫn gọi là gắt với nhau luôn. Rắn trong lòng rất là nhiều, hai người, cả hai người luôn, nhưng mà không ai chịu thua. Trắng Su thua gì mà tôi chơi rắn hả? À. Vinh thì cảm giác là nó không sợ rắn hơn tôi, còn sáng Su vẫn hơi rụt rè. Trận chiến này tôi dự đoán là Vinh thì khả năng là chiến thắng đấy. Tôi rắn ai mà không sợ. Đâu, Vinh cảm giác nó bạo hơn. Cho Trắng Su đấy, Trắng Su thua gì cho Trắng Su đấy. Vinh tí bị đâm. Hai thanh niên vẫn nì, không ai chịu thua đi, nó cắn này, nó hãm mồm cắn này. Ô, nó cắn này. Chịu thua đi. Ghê đấy, coi này, thanh cổ ghê quá. Chơi rất là lâu rồi mà không ai chịu thua ai cả các bạn ạ. Thì bây giờ sẽ tăng độ khó tiếp. Đó là hai thanh niên này sẽ phải lầm ra. Đấy. Đấy, anh em sợ lắm. Lầm im. Nhắm mắt vào, Anh ơi, kêu em. Nhắm mắt vào. Kêu em ơi, hiểu ơi. Em ngủ giấc đây. Nhắm mắt vào. Ê. Đó là bò của em rồi. Anh ơi, kêu em. Mình ơi, trận thua đi. Thành nhận thua đi kìa, tới chân này. Ê, nó lao bò vào cổ. Rất là gay cấn đấy các bạn, không biết ai chiến thắng đâu. Vinh Vinh nhỉ, có hai con đàn đang tấn công Vinh nhỉ. Ui, mà hết cổ rồi, bỏ xuống đi em bạn ơi. Kệ mày, lại nó cắn này. Làm im Vinh nhỉ, cứ quậy đàn làm đèo mà nó cắn đấy. Không ai chịu thua luôn các bạn này, vẫn lì này. Rồi sức chịu đựng của hai thanh niên này quá trâu bò. Ừ, ui, cắn mình sáng su chứ đảo quá rồi, chứ đảo đi. Đừng có quậy rắn nó cắn cho đấy. Đừng chơi nữa. Buồn. Là tao với mày mỗi cái hơn nhiều ấy. Sáng su cổ đây, sáng su cổ vậy. Sáng su đây rắn ở dưới cổ, với nhỉ nằm im đi. Tiếp tục tăng độ khó, bây giờ anh con sẽ để rắn lên người, mỗi người đi. Rồi. Để lên đi, để người Vinh. Ba con. Tăng độ khó lên. Đây sáng 4 con luôn, sáng 4 con nhỏ hung dữ nè. Tăng độ khó luôn. Tăng độ khó này là để rắn lên người nha các bạn nhé. Tuy rắn này nó không độc nhưng mà kiểu như là nếu mà ai sợ ấy, thì nó sẽ thành sợ. Sợ động. Sợ là kiểu tâm lý là sẽ thua như hả? Sáng su đây. Vinh lại đâu rồi, em đứng ngẩn đâu? Ôi buồn. Cho nên người anh con này. Không ai chịu thua luôn, nì thật. Ôi, nó quấn tay ạ. Ôi, trong đầu đấy, đang ngồi bên đấy. Chỗ góc của... Nó chui tay áo, nó chui tay áo. Sáng chui tay áo. Cái này. Nó bé thôi. Sáng chui gì thế. Nó lách ở ngoài đây. Chui đứng đi. Con rồi, lại làm chui. Có một con chui. Có một con rắn thừa lách cái tháo rồi. Đứng dậy đi. Đâu. Kéo ra cho nó. Đấy. Nguyên rồi con. Một con nào đang bỏ ra.
Thôi vậy là sáng chịu thua. Ui lại có con nữa. Thôi đứng dậy đi, cái đuôi nó thôi. Đuôi. Vậy là sáng chịu thua. Con này sáng có con rắn nó bò lách nó hại. Yeah. Sáng là có con nó bò lách. Tôi đặt cốc. Yeah. Bây giờ nẻ góc đến thì con nào nhìn góc của sáng mà nhìn này. Tầm lắp đôi con này. Con phát hiện đầy vào đây. Vậy là Vinh nhẻ chiến thắng nha các bạn nha. Các bạn là vì Vinh nhẻ nó không sợ rắn ấy. Vì vậy là... Tôi bắt con to nhất này. Nó chiến thắng. Quả rắn mà chui vào lách Vinh như sáng thì chắc Vinh cũng bật dậy ngay. Thế. Nó buồn. Ghê lắm rồi là chui vào lách buồn lắm. Lách buồn lắm. Bây giờ anh sẽ chui vào để em vứt vào cổ. Quàng rắn... cổ vừa anh quàng cổ em. Rắn này, rắn này nó không có độc. Anh chị thua rồi anh ấy. Được rồi em tốt. Cho anh một con thôi. Được đi, đây em cho hai con nhá. Có một con thôi. Ghê lắm, kiểu như những người mà sợ bò sát. Cái cảm giác này những người sợ bò sát thì sẽ hiểu cảm giác của tôi. Nói chung là ghê lắm, không để được cổ. Mình để đến cổ gì, để mấy con liền. Sợ quá. Thử thách này quá là kinh khủng đối với tôi. Vinh nhẹ tiêu tà đấy ạ, thắng vậy. Mình nghĩ mình nhẹ chỉ phút mốt là thua. Vậy là kết thúc trận chiến ở trong bể rắn thì tuy tôi thua nhưng mà chơi cái trò này cũng rất là thú vị. Ui, có con rắn đang bò lên người anh à? Không cãi, con cứ cãi đi. Tuy chơi nó hơi sợ nhưng mà thật sự là chơi cái trò này tăng độ mạo hiểm lên cũng vui phết. Tôi kết thúc clip rồi, nếu các bạn thấy hay thì cho chúng tôi một like thôi. Chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn xem clip tiếp tục của chúng tôi nha. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn.